các bạn, trong cuộc sống ngày hôm nay, mong muốn sở hữu một giọng nói, một giọng hát hay là trăn trở của rất rất nhiều người. Có nhiều phương pháp, con đường để giúp các bạn đạt được mong muốn đó. Tuy nhiên có những phương pháp phù hợp với các bạn nhưng lại có những phương pháp không phù hợp. Chính vì vậy mà trong video này, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu, chia sẻ với các bạn thêm một phương pháp nữa mà tôi tin rằng các bạn chưa từng nghe nói hay tiếp cận trước đây. Tôi đã và đang áp dụng phương pháp này với nhiều học viên hiện nay của tôi và họ đã đạt được rất rõ rệt và nhanh chóng kết quả. Chính vì vậy mà tôi có một mong muốn được chia sẻ những hiểu biết, những kinh nghiệm hay phương pháp của mình đến với nhiều người hơn. Và các bạn có tin là phương pháp đó rất dễ hiểu, dễ làm và dễ thực hiện. Các bạn chỉ cần hiểu được nguyên lý hoạt động của phát âm là các bạn đã đạt được 60% thành công rồi. Và tiếp đó là thêm một vài bước, một vài bài tập nhỏ nữa thôi là các bạn có thể dễ dàng sở hữu được giọng nói hay giọng hát hay. Và với tôi thì nói và hát giống nhau ở nguyên lý phát âm. Nếu như các bạn đã đạt được âm nói, phát âm tốt rồi thì việc sở hữu một giọng hát hay, một giọng hát tốt không hề khó và ngược lại. Chính vì vậy mà trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hay giới thiệu các bạn về hoạt động của nguyên lý bộ máy phát âm và hướng dẫn các bạn một vài bài tập, một vài bước để thực hành bài tập đó. Các bạn có thể ứng dụng để thực hành hay áp dụng trong việc chúng ta luyện tập phát âm nói hay cả trong phát âm hát nữa nhé. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Video trước tôi đã chia sẻ với các bạn về sự hình thành và những yếu tố tác động đến vấn đề phát âm của mỗi con người chúng ta. Đó là yếu tố tự nhiên bao gồm môi trường sống xung quanh chúng ta hay là cấu tạo của cơ quan phát âm hay là sức khỏe của mỗi người. Và yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố vô cùng quan trọng tôi muốn phân tích đề cập sâu trong video này là yếu tố vị trí đặt âm thanh. Đây là một yếu tố nói về nguyên lý hoạt động của cơ quan phát âm hay gọi nôm na là nguyên lý phát âm. Và nếu như các bạn hiểu được nguyên lý này thì các bạn biết khai thác vùng âm thanh, các bạn biết tìm ra vị trí âm thanh tốt nhất để các bạn khai thác thì các bạn có thể thay đổi được khả năng nói hay khả năng hát của mỗi một con người chúng ta. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ phân tích cụ thể hơn trên bảng cho các bạn thấy rõ nhé. Có 3 vị trí đặt âm thanh căn bản. Vị trí thứ nhất đó chính là mũi, tạo nên giọng mũi. Vị trí thứ hai là cổ, giọng cổ. Vị trí thứ ba là khu ngoài vòm miệng, khu môi răng. Tôi gọi nôm na chính là khu ngoài miệng. Đây là hình mặt người và tôi sẽ phân tích cụ thể hơn cho các bạn thấy được về nguyên lý của cơ chế phát âm như thế nào nhé. Luồng hơi được đẩy lên tác động vào thanh đới ngay dưới cổ này. Khi thanh đới rung, tạo nên âm thanh. Và nếu như chúng ta để thanh đới rung và không tác động một luồng hơi nào đó, thì âm thanh đặt ngay ở vị trí dưới cổ này, chúng ta sẽ có giọng cổ. Nếu như chúng ta tác động một luồng hơi hướng cái âm thanh phía lên phía mũi này, thì chúng ta sẽ có âm mũi hay là giọng mũi. Tiếp theo, chuyển hướng, chúng ta đẩy luồng hơi và tạo ra sự phát âm ngay ở khu ngoài bò miệng môi răng này thì chúng ta sẽ có âm ngoài miệng. Ba vị trí đặt âm thanh này tạo nên những màu sắc âm thanh khác biệt, rõ nét và mang những đặc trưng cụ thể như âm mũi thì nghe giọng nghẹt, tối, bí. Âm cổ thì nghe giọng khê, sạn, cứng. Vùng âm mũi thì cũng có một số bạn khi hát hay khi nói đẩy vào mũi. Theo tôi thì không đúng, không sai, như không phải là khái niệm đúng sai, mà các bạn có thể sử dụng mũi tạo thành một cái giọng rất đặc trưng. Tuy nhiên lại phải cân nhắc, bởi vì chúng ta không nên dùng thường xuyên thì giọng nó sẽ không đạt được cái độ màu sắc đa dạng, sắc nét. Vị trí thứ hai là cổ thì đặc trưng là khê, sạn, cứng. Và những người nào sử dụng âm cổ nhiều thì thường thường có biểu hiện nói nhiều, hát nhiều hay sử dụng phát âm nhiều, chúng ta có hiện tượng là đau, rát cổ, khan tiếng, mất tiếng thường xuyên. Và vị trí thứ ba là vị trí ngoài miệng, thì đặc trưng của vùng ngoài miệng là âm thanh bay nhẹ và thanh thoát.
Vậy nên có thể thấy được trong ba vùng âm thanh này, vùng ngoài miệng là vùng âm thanh đẹp nhất mà chúng ta có thể khai thác. Vùng âm thanh này, chúng ta chuyển hướng đẩy cái luồng hơi và tạo âm thanh ở vùng ngoài miệng thay bằng chúng ta đẩy vào mũi hay đẩy vào cổ. Và đẩy như thế nào thì bây giờ tôi phân tích cụ thể hơn cho các bạn thấy. Thứ nhất là nếu như cái luồng hơi chúng ta đẩy nguyên, không đẩy tiếp, chúng ta buông xuôi theo bản năng, không tác động, có một cái lực nào đó thì âm cổ sẽ rất dễ xảy ra. Nhưng nếu như chúng ta hít một luồng hơi sâu hơn một chút xíu, chúng ta có tư duy và hướng âm thanh ra phía ngoài miệng, thì chúng ta sẽ có âm ngoài miệng hoặc là âm mũi. Bây giờ chúng ta hiểu được nguyên lý của cơ chế phát âm và hiểu rõ, định hình rõ sự tồn tại của ba vị trí này, thì chúng ta luôn luôn phải có một cái xu hướng hay có một tư duy để hướng âm thanh đẩy ra phía ngoài miệng, thì chúng ta sẽ đạt được âm miệng dễ dàng hơn. Và bây giờ thì tôi lại phân tích cụ thể hơn cho các bạn thấy rõ nhé. Các bạn muốn thay đổi vị trí âm thanh, khai thác vùng âm thanh khu ngoài miệng, các bạn sẽ làm theo từng bước mà tôi hướng dẫn nhé. Bước đầu tiên là các bạn phải định hình rõ sự tồn tại của ba vị trí âm thanh, vị trí mũi, cổ và khu ngoài miệng. Sau đó trong quá trình chúng ta tập luyện phát âm, mặc định trong đầu là luôn luôn phải có một xu hướng hay xu thế đẩy tạo âm thanh ở khu ngoài miệng. Có thể các bạn chưa làm được ngay đâu, bởi vì còn kết hợp với một số bước khác, nhưng chúng ta luôn luôn có tư duy xu thế đẩy ra đã, thì các bạn mới dễ dàng đạt được cái mong muốn là hướng ra phía ngoài, làm được ra phía ngoài. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai là các bạn phải luyện cho tôi cơ môi khi chúng ta phát âm, nói chuyện hay là hát. Môi phải linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển, thì khi chúng ta phát âm chúng ta mới tạo ra được độ mềm mại hay là tròn vành rõ chữ hay là rõ nghĩa của từ câu chúng ta định phát âm. Và làm được điều đó thì các bạn đã hướng được cái cảm giác hay là tập trung cảm giác ra phía ngoài miệng, góp một phần là tập trung cảm giác ra phía ngoài miệng, giúp các bạn dễ dàng đạt được điều đó hơn. Và còn một cái ý nữa là các bạn có thể đạt được, giữ được cái nhịp độ khi chúng ta phát âm. Bởi vì khi chúng ta phát âm tròn vành rõ chữ thì luôn luôn chúng ta phải kiểm soát về cái âm thanh chúng ta phát ra, thì chúng ta không có cái xu thế là nói nhanh lên, nói bị mất nghĩa, mất từ, thì cái nhịp độ của chúng ta sẽ giữ được cái mức độ ổn định, nhịp độ ổn định. Đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba đó chính là các bạn phải luyện cho tôi một cái luồng hơi, hơi sâu và nén hơi. Trong hai video trước video này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn tập một cái video thứ nhất là lấy hơi, video thứ hai là nén hơi. Tuy nhiên thì hai video đó chủ yếu là hướng dẫn các bạn trong cơ chế luyện tập hơi thở, hát. Còn khi chúng ta nói thì nhất thiết không cần phải tập máy móc hay mức độ tích cực quá. Chỉ cần các bạn làm thứ nhất là lấy hơi khi chúng ta phát âm, sâu hơn khi chúng ta lấy hơi. Trong nói chuyện bản năng thường ngày chúng ta vẫn làm. Bởi vì hơi sâu hơn thì các bạn mới tạo ra được một cái lực đẩy mạnh ra phía bên ngoài. Còn nếu như mà hơi mà chỉ đủ nông nông mà chỉ để đủ đến đây thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng là chúng ta thắt vào cổ lắm. Nên là các bạn cố gắng là hít sâu hơn một chút so với bản năng. Sau đó các bạn phải siết cơ bụng một chút xíu thôi khi chúng ta phát âm nói hay là hát. Siết bụng nhé. Nếu như hát thì siết bụng nhiều và kết hợp với rặng. Nhưng nếu chỉ nói thì các bạn chỉ cần siết nhẹ bụng thôi. Siết là chúng ta đã tạo ra được một cái lực nén nhẹ rồi, thì âm thanh chúng ta luôn luôn chắc, khỏe, to và rõ ràng. Các bạn nhớ là phải hít sâu một chút và hơi cứng hay là hơi siết nhẹ bụng. Đấy chính là bước thứ 3. Bước cuối cùng đó chính là các bạn trong quá trình các bạn tập theo mức độ, hướng âm thanh ra ngoài theo mức độ từ ít đến nhiều, từ chậm đến nhanh. Có nghĩa là thời gian đầu các bạn tập là tập phát âm từng từ một, sau đó hai từ, ba từ, rồi các bạn tập theo ý văn, rồi đoạn văn. Tôi ví dụ như một đoạn văn này, tôi hướng các bạn tập như thế này nhé. Tương lai của các bạn, như tô câu trước tôi vừa đọc đó, thông thường mình sẽ nói là không lấy hơi sâu. Các bạn nói theo bản năng như tôi vẫn tập như này, tôi vẫn ví dụ như này. Tương lai của các bạn phụ thuộc vào những điều bạn đang làm trong ngày hôm nay, chứ không phải trong ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ tập từng từ một, hít sâu hơn một chút, sau đó các bạn siết nhẹ bụng một chút. Các bạn tập này. Tương lai
Nhớ là mỗi từ các bạn hít hơi. Của, các, của bạn, phụ, thuộc, vào. Sau đó các bạn có thể kết hợp hai từ. Tương lai, sau đó lấy hơi. Của bạn, phụ thuộc. Các bạn nhớ là luôn luôn có xu hướng đẩy ra miệng nhé. Vào những điều bạn, và môi tròn vành rõ chữ. Đang làm, trong ngày, hôm nay, chứ không phải trong ngày mai. Sau đó tăng dần cái tốc độ lên một chút cũng được. Nhưng nhớ là tập từ ít đến nhiều, từ chậm đến nhanh. Tôi làm lại. Hít hơi, sau đó các bạn rõ miệng, sau các bạn bật âm thanh ra hướng ra ngoài. Tương lai, không phải là tương lai. Tương lai của bạn phụ thuộc vào những điều bạn đang làm trong ngày hôm nay, chứ không phải trong ngày mai. Đó, các bạn cứ tăng dần như thế. Nhớ là mỗi một lần các bạn hát phát âm một từ thì các bạn lấy hơi. Hai từ thì các bạn tập, các bạn lấy hơi. Mỗi lần cách ra như thế là các bạn hít một luồng hơi. Và cứ dần dần tăng cái số từ và tăng cái nhịp độ lên. Đấy là bước thứ 3, bước thứ 4. Và cuối cùng thì các bạn cần lưu ý trong 4 bước thôi. Các bạn lưu ý là khi các bạn tập thì các bạn kiểm soát xem là âm thanh của các bạn êm chưa, nghe mềm mại, thanh thoát chưa. Còn nếu như âm thanh còn khê, còn bị khàn, bị tiếng còn bị rè hay bị nghẹt bí thì các bạn phải sửa lại ngay. Là các bạn làm lại bằng cái việc lấy hơi, cứng lên nhẹ bụng và xu thế đẩy ra phía ngoài. Các bạn nhớ chưa? Nhớ là không được tập côm đa, tập nhiều, tập nhanh là các bạn sẽ không đạt được như mong muốn đâu. Các bạn có thể làm được ngay tức thì trong một từ, nhưng để chúng ta phát âm một chuỗi âm thanh liên tục nhanh, hay là chúng ta sử dụng hát liên tục thì chúng ta chưa làm được ngay đâu, mà chúng ta cần phải quá trình luyện từng từ, từng ghép từng ý, từng đoạn vào một thì chúng ta mới làm được. Tôi chúc là các bạn có thể đạt được ngay sau bài hướng dẫn của tôi. Và trong video này thì tôi kết thúc ở đây. Nếu như các bạn còn thắc mắc điều gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới video này nhé. Chúc các bạn thành công với những bước mà tôi hướng dẫn. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.